Cùng đến với những thông tin về tình hình dịch bệnh COVID-19 trên toàn thế giới. Thưa quý vị, theo thống kê từ trang cập nhật dữ liệu thời gian thực worldometers.info, trong vòng 24 giờ qua, toàn thế giới đã ghi nhận 541.075 ca nhiễm mới và 13.880 ca tử vong do COVID-19. Và như vậy, thì tính tới thời điểm ngày 20 tháng 1, thế giới ghi nhận tổng cộng là 96,6 triệu ca nhiễm virus SARS-CoV-2, trong đó có hơn 2 triệu ca đã tử vong. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, ngày càng nhiều quốc gia trên thế giới siết chặt hoặc là kéo dài các biện pháp phong tỏa để có thể khống chế được dịch bệnh. Ngày 19 tháng 1, Bộ trưởng Y tế Pháp Olivier Véran cho biết nước này đã phát hiện khoảng 2.000 trường hợp nhiễm biến thể của virus SARS-CoV-2 dễ lây lan hơn. Theo ông Véran, các ca nhiễm biến thể của virus SARS-CoV-2 chiếm 1,4% trong tổng số các ca nhiễm mới được xác nhận ở Pháp mỗi ngày. Trong khi đó, Viện Nghiên cứu Y tế và Sức khỏe Quốc gia Pháp cho rằng biến thể mới của virus SARS-CoV-2 sẽ trở nên lây lan mạnh trong nước từ cuối tháng 2 đến giữa tháng 3, tùy thuộc vào diễn biến dịch bệnh. Ngày 19 tháng 1, chính quyền tỉnh Okinawa ở phía nam Nhật Bản đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp về dịch COVID-19 trong bối cảnh số ca mắc bệnh tiếp tục gia tăng tại đây. Thống đốc tỉnh Okinawa Denny Tamaki đã thông báo các biện pháp khẩn cấp, trong đó có yêu cầu các nhà hàng, quán bar phải đóng cửa vào lúc 20 giờ hàng ngày. Người dân không ra khỏi nhà khi không cần thiết sau 20 giờ. Tình trạng khẩn cấp dự kiến sẽ kéo dài đến ngày 7 tháng 2. Chính quyền Trung ương Nhật Bản đã ban bố tình trạng khẩn cấp ở thủ đô Tokyo và các khu vực khác. Riêng tỉnh Okinawa, nơi đồn trú của các lực lượng quân sự Mỹ tại Nhật Bản, đã tự ban bố tình trạng khẩn cấp do số ca mắc COVID-19 tại đây gia tăng. Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Ismail Sabri Yaakob cho biết từ ngày 22 tháng 1, các bang Pahang, Perak, Negeri Sembilan, Kedah, Terengganu và Perlis sẽ bắt đầu thực hiện lệnh hạn chế di chuyển. Trước đó, lệnh hạn chế di chuyển đã được thực hiện tại 5 bang và 3 lãnh thổ liên bang là Kuala Lumpur, Putrajaya, Labuan từ ngày 13 tháng 1, còn đối với bang Kelantan là từ ngày 16 tháng 1. Thời gian thực hiện lệnh hạn chế di chuyển là 2 tuần và có thể sẽ được gia hạn. Ngày 19 tháng 1, hàng trăm quân nhân Serbia đã xếp hàng ở một trung tâm triển lãm tại thủ đô Beograd để chờ đến lượt tiêm phòng vaccine ngừa COVID-19 do Trung Quốc sản xuất, đưa Serbia trở thành nước châu Âu đầu tiên tiêm chủng đại trà bằng loại vaccine này. Trước đây, Serbia đã nhận 1 triệu liều vaccine của công ty dược phẩm Sinopharm và triển khai tiêm phòng cho các đối tượng ưu tiên gồm cảnh sát, giáo viên và binh sĩ. Tháng trước, nước này đã tiêm chủng cho người cao tuổi trong các nhà dưỡng lão và các nhân viên y tế bằng vaccine của Pfizer và BioNTech và vaccine Sputnik V của Nga.